hoài kế tiếp của mình nè. Bẻ chặt cái lớp chuối lên được. Ờ đúng rồi đó, bộ nó cứ quá trình luôn. Trồng chuối cực lắm, nhưng mà có hồi chặt vậy nè mới đã. Lấy cái bắp chuối hả? Có nhiều khi đem ra nhà xong cái ngày qua ngày không có làm gì á, cũng hư luôn, ủ lắm. Nhiều khi mình ăn cái này chơi bất chợt lắm, không có tính trước á, không có tính là mình sẽ ăn cái gì á, hay là bị ấy à, bị hư à. Ông cứ ô đó, cái dao kia kìa, cái dao bữa hổm có cái đồ công công á, cái lưỡi liềm xong rồi. Ông kia mình đi lấy xong rồi, trong mấy cái rổ không ta, đâu ta hỏi ngang cái không biết ở đâu luôn á. Ở đâu rồi hôm nay thích đi nóng dữ lắm, thời tiết rất là nóng. Hôm nay là ngày 27 rồi ha, 27 tháng 12 2019. Giường của mình thì có chút đỉnh trái. Coi cái con nhím nhận kìa, bu đầy hết. Mà bây giờ còn trái nhỏ nhỏ như nè, tại mình thấy có cái này nè, thấy có cái trái chín nè, cho nên kêu anh ra chặt giùm. Nhím nhận đi mà quá trời. Nói nữa nha, again, là hồi đó mới trồng á, nó ra tới 11 nải, mà nải nào nải nấy nó ú nụ ú nần á, tới ai thấy cũng mê luôn á. Người nào lại hả, người mấy người quen lại nhà thấy á, cái là muốn muốn xin à, muốn xin rồi muốn đổi này nọ đủ thứ hết á. Cái mình nói thôi thôi không có đổi gì đâu, vậy á mà cười lắm. Bạn của ổng nè xách một đống ghẹ lại đổi cái mọc quầy chuối 11 nải của mình. Trời đất ơi, cái quầy đó là cái quầy cũng như là đầu tiên của một bụi chuối nó ra đó. Ôi ôi, nó lớn khủng khiếp tới cỡ nào, mình cưng quá, mình đâu có muốn đổi chát gì đâu. Nếu mà cho ổng thì cho một nải hai nải về ăn chơi thì được. Này ổng có đâu, ổng lấy cái dao lại, ổng đi ra sau giường ổng chặt luôn một quầy luôn. Rồi á, mấy bữa sau ổng đem lại một đống ghẹ cho ăn. Trời, bởi vì tôi nói ít có ai tự nhiên như vậy ha. Ít có ai tự nhiên quá trời, nói không mà cũng nhất định làm cho được. Rồi bây giờ mình có con trái này chín này, ngon quá. Thôi mình nghỉ đây ha, bye.